Nếu ai coi sái đừng có chê cừ là con số 10. Bắt đầu nhắc lại năm Tý bước tới làm dữ thì hay, ăn bắp chứ phai gạo thì không có. Đất vườn phải bỏ mà nhà chẳng có ngừ, tháng 9 tháng 10 heo con không bú. Lão Tiều kêu hú là kiếp thảm sầu, đứt 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 đầu con trâu phá cổng. Cũng đừng hờ hổng hay rắn mà tu, nhân quá mờ lưu xỉu dần sức thánh. Bốn phương chói ánh làm hội Long Hoa. Ngọn cỏ phất phơ mà ngọn cờ phơ phất. Thầy nằm chật đất hướng Bắc hướng Nam. Chuột chạy ra đồng con trâu lìa mẹ, đói gì cơm tẻ mà phân rẽ như vậy. Thơ phải xa thầy là con số 1. Nhà điều bỏ dột như một đống trà, từ bé đến già không ăn nhịn đói, mở miệng không ra, tai nạn thiết tha là đời tận thế. Lo tu kẻo trễ mà tu đặng hiền thân, hiếu nghĩa tứ ân là sớm phia cần lại. Là con số 2. Ai ai nghe rõ giữ bỏ lành đeo, từ chó đến heo thời gian khốn khổ. Trước khi Phật tổ xuống thế dạy đời, dạy bảo hết lời cười nói quỷ ma là con số 3. Nhà nhà đều ngủ qua thời lại đủ đặng mở mắt ra. Tu hú biệm biệp còn biết nhắc lời, huống chi con trời không lo tu tỉnh. Ỷ mình tự xứng đem dạ cẩu trư, chẳng biết nên hư tu hiền đừng sợ tốn là con số 4. Đời Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến nhà cô Út để quay chiếc áo của Đức Phật Trùm quý vị. Thì cũng có hữu duyên gặp cô Bảy tại đây. Thì qua đây Châu Phú cũng muốn nhờ cô Bảy chia sẻ về phái Bửu Sơn Kỳ Hương để cho Châu Phú biết rõ nhiều hơn quý vị. Vì Châu Phú thấy có cái mộc, cái mộc của phái Bửu Sơn Kỳ Hương nha, nói cái mộc này là này của Phật, của Phật đó quý vị. Nên Châu Phú nhờ cô Bảy chia sẻ giùm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào cô Bảy. Rồi, chào Châu Phú. Dạ, thưa cô, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước nhất là con đọc cái bài nguyện hương là mình cái bài đốt nhang đó Châu Phú. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật Pháp Tăng, Bửu Hương, Thượng Hương, Bửu Sơn Kỳ Hương, Giái Hương, Huệ Hương, Định Hương, Mẫu Nhật, Thần Hương, thấu tới thập hương, mới tạ thiên, tạ địa, tạ quân dương, nguyện cửu quyền thất tổ độ gia nương, phụ mẫu tại đường Thăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, xứ xứ Điền Hòa phục phục đẳng nguyện, gia do Phước Thọ trường. Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái đó là cái bài mà mình đốt nhang là mình đọc cái bài đó đó là xong rồi, đọc xong rồi mình cắm nhang lên. Dạ, cắm nhang lên rồi sao nữa cô? Rồi hết rồi, cái đó mỗi có một bài vậy đó. Làm bài vậy là mình cúng hàng ngày hay sao con? Cúng hàng ngày, mình đốt nhang đó, hàng ngày là mình đọc cái bài đó đó. Là một bài không à? Bài một vậy đó. Không có như là bài của Đức Thầy hả con? Bài của Đức Thầy là bởi vì mình bên này cũng như là đạo Phật Thầy mà chia hai nhánh vậy đó. Hai nhánh là cũng như bên này cũng như đạo tiên đó. Đạo này đạo vợ chồng, còn bên kia đạo Phật. Cái này cũng như mình cũng hơi đạo tiên đó, vợ chồng bảy đâu có ai ở trong đâu cử đâu. Về nhà hết trơn, ông Từ cứ về nhà luôn. Chung mà điều nó vậy đó. Kinh giảng là bên kia là cô Bảy không biết. Cũng như là bên Đức Thầy thì thêm là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng. Đúng rồi, đúng rồi, mà cô Bảy không có học, không có biết, không có bên kia. Bên đây là mình đốt nhang, bên đây là mình tụ bên đây. Vậy đó ha. Chứ không có riêng, chung chứ không có riêng. Cô đốt vậy đó ha. Rồi kế tiếp nữa cô làm ơn giới thiệu dùm cho con cái mộc của Phật là sao hả cô? Thì cái này là tôi còn nhỏ, lớn lên thì tôi quy y đằng ngôi đáo cử là 12 tuổi. Dạ. Mà năm nay tôi là 73. Dạ. Rồi là cái bằng mình trong khi mình quy y mình cũng nguyện là một đời một đạo đến ngày chung thân. Dạ. Chứ không có giàu có chồng ha, có không có nhảy qua nhảy lại. Dạ. Đó vậy đó. Rồi dạ. Cái vụ này tôi cũng có đều nguyên ở đây là ai cũng có, chú Ba đồ cũng có hết luôn. Giấy chứng minh gì nói cái là mượn tượng ở ngoài là như giấy chứng minh đi. Cô cầm lên cho con coi thử không. Dạ. Tôi cũng chưa thuộc rành nữa nè. Vậy đó ha. Thuộc mà được mập mượn. Vậy đó ha. Cái này trừ tà ma nè. Dạ. Dẫn giáp tích niên thập ngoạt tam thập nhật, chí quý dậu niên bát ngoạt thập nhị nhật, hữu cấp phái hứa đệ tử nam tánh Nguyễn Thị Hà đi, thâu chấp kỳ thân. Nam Mô Chí Công Quan Âm, Nam Mô Đường Công Trơn Như Long Phủ chấp thượng khử tà quy chánh dĩ an hằng hà, Nam mô Quá Công Tây Châu, Nam mô Bổ Công, Nam mô Lãng Công. Chánh tăng đạo sư Trần Tánh cấp phái quy y, tùng trừ tà ma quỷ mỹ bất đắc thọ hại sanh nhân y tánh, trừ ngũ vị Long Dương, trừ ông hoàng dịch lệ, trừ tà ma quỷ mỹ sắc quỷ trấn. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là cái này là Bổ Sơn Người Hương đó. Là mình thuộc lòng là hay nhất, trừ tà ma luôn, trừ tà ma luôn. Ông hoàng dịch lệ, trừ ông hoàng dịch lệ là chẳng này là chẳng dịch nữa, là mình ngủ nè, mình giái nè, trừ là ông hoàng dịch lệ. Còn cái mộc này là cái mộc của Phật ha, của Phật, ấn Phật. Thí dụ mà nữa mà mình ông bà về sát đạo mình có cái này vô, cầm giấy vô, cầm giấy vô mà nó giật hết trơn còn đâu. Cái này theo xuống dưới mình qua cửa đó, mình trình cái giấy này là mình đi được. Mà khi mà người nào có cái giấy này mà mắc rồi mình sẽ làm sao không? Xin lại. Ta còn số cái, ta phát ra còn số cái là lợi ngâu đấu cử đó. Có thôi nào mọi lần để chung cái hộp áo của ông á, mụ cái con cái này ai cũng có một thứ một mà nhặt cái tên tuổi ngày mình ấy đó. Khi mà người chết á, rồi cầm cái miếng này đi theo cho hàng sao cô? Như chết rồi phải không? Như mình không có mà ép cái này nè, rồi có xếp lại làm 4 cái 2 cục gạch nướng cho đỏ, cái ép lại gì nè, ép lại luôn, ép lại cái nó hơi sấm sáng lem lem á, để người chết á, như là đi xuống âm phủ đang trình giấy á, dưới cái giấy tờ để mình trình qua được hết trơn, ta không có bắt tội mình. Vậy đó ha. Nam mô Di Đà Phật. Lạ quá. Nữa, ai cũng có một Phật một, nhặt cái tên tuổi ngày tháng thôi à. Cũng sát đạo nữa nè. Thì ngay chân cái cửa nãy tôi đi ngang tôi có chỉ trong phú rồi đó. Vậy ha. Thì thưa cô Bảy, qua cái đoạn video này là cô giới thiệu cho con về cái ấn của Phật rồi. Ngoài cái ấn Phật này nè cô còn có lưu giữ những cái báu vật nào nữa không, hay là những cái lời thơ tiếng Pháp của Sơn Kỳ Hương? Dạ. Đi Sơn Kỳ Hương bây giờ tôi để với nhà không có đem đây. Dạ vậy đó ha cô. Như là có kìa, tôi thỉnh ông Sáu đưa cho tôi uống, bệnh hoạn là gian giái uống vô đó. Vậy ha cô. Rồi khi mà cô bên phái Bửu Sơn Kỳ Hương nè, hiện giờ ở gia đình mình đó, cô có thuộc những cái kinh giảng Phật pháp nào của bên Bửu Sơn Kỳ Hương cô, hay là cái lời thơ tiếng Pháp nào? Cái chữ Bửu này ha, chữ Bửu là hiệu Phật Dư, chữ Sơn Phật Thầy, chữ Tượng Phật Dư. Chữ Kỳ là hiệu Bổn Sư, chữ Hương Phật Trùm, 4 chữ ma con phải mang. Mình để con mang, phải mang mình để con mang. Tôi chiều cúng ở đây là tôi đã giấy. Chữ Bửu là hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật Thầy, tin tưởng Phước Dư, chữ Kỳ là Đức Bổn Sư, chữ Hương Phật Trùm, 4 chữ con mang. Nam mô Di Đà Phật. Chiều cúng lại vậy đó. Rồi cô sao cô có cái lời pháp lời thơ nào thì còn nữa thuộc lòng này nói luôn phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái bài này là cái bài đưa đò là của nhỏ em tôi, nó mới đưa tôi cũng mới thuộc lòng đây. Là không biết cái này đi qua họng ông Năm Chèo hay gì tôi không hiểu. Để chứ bài đưa đò. Nam mô A Di Đà Phật. Quỳnh Long mãn địa tạ Phi Lai, phú thọ thiên ân sắc thiệp khai, sổ dắt nhân sanh cầu đại đạo, chí tâm đạo Thích Ca. Bi đi đò của ai? Dạ mô Phật, con có Bửu Sơn Kỳ Hương, Minh Dương giáo đạo Di Đà. Chữ Bửu là hiệu Phật Dương, chữ Sơn Phật Thầy, tin tưởng Phước Dư, chữ Kỳ là hiệu Bổn Sư, chữ Hương Phật Trùm, 4 chữ phải mang. Bửu Sơn là chỉ rõ ràng vốn thiệt của Thầy ở tại Long Châu. Có vật báo này ở rào đi vua để thi cử, để mang tiếng rớt trường thi, để mà mở hội chẳng ai thi, chứ có lẫn lơ chứ có phân bì. Lỡ rồi đừng than đừng trách, Phật trời ban bố vậy thì ráng lo, để đến việc nằm co kêu trời. Rồi Nam mô Di Đà Phật là một bài nữa. Nam mô Di Đà Phật là hồi nãy là đốt nhang, cầm nhang là mình đã đọc bài nãy. Còn cái này là em tôi nó đưa mà tôi cũng không hiểu, tôi thuộc lòng vậy thôi, chứ tôi nói cái này để đưa đò chắc là qua họng Năm Chèo quá. Mà nói bụng vậy đó. Thưa cô thì con có được biết cái là cô thì biết là mình thuộc tới lòng để đâu mà nói tới đó. Trong cái miếng giấy của cô á là cô nói cô có một cái miếng giấy là rất là lâu năm ở trên trang hay trên nơi thờ gì đó. Cái miếng giấy nãy đó hả? Kìa đó là cô nói là cái đó là của ai cô? Của ông tiều phu của đó, là ông cố tôi nói lại ông nội tôi kể lại tôi vậy là tôi leo lên trang tôi đốt nhang lại tôi thấy tôi mới đọc, nó hỏi là ông nội tôi cũng nói ta không biết nữa. Hồi đó ông cố đi đâu trên núi ông cắm á. Rồi cái ông này tiều phu đốn củi ông kia ông cho. Mà nguyên cả làng ở xóm không ai có miếng này hết, mà của mình nhà tôi có. Dạ. Giờ không biết tôi học làm sao tôi cũng thuộc lòng luôn. Con nhờ cô đọc cái bài thơ bài đó này đó. Bài là cái bài Ngọn Cỏ là bài lô tô của Bình Giảng chứ không phải thơ. Vậy đó ha, lô tô Bình Giảng. Lô tô Bình Giảng. Dạ. Năm nay chú thấy không? Dạ. Vũ Sơn Thì Hương nè. Dạ dạ dạ. Là của ông. Dạ. Của ông Phật thầy cái ăn chảnh. Dạ dạ dạ. Là ông ra nè. Rồi vậy con nhờ cô Bảy đọc lại dùm cho con cái bài lô tô của Phật ha con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Ngọn cỏ phất phơ mà ngọn cờ phơ phất, thây nằm chật đất hướng bắc hướng nam. Chuột chạy ra đồng con trâu rìa mẹ, đói gì cơm tẻ mà phân rẽ như vậy. Thớ phải xa thầy là con số 1. Yeah. Nhà điều quả dột như một đống trà, từ bé đến già không ăn nhịn đói, mở miệng không ra, tai nạn thiết tha là đời tận thế. Lo tu kẻo trễ mà tu đặng hiền thân, hiếu nghĩa tứ ân là sớm phia cần lại. Là con số 2. Ai ai nghe rõ giữ bỏ lành đeo, từ chó đến heo thời gian khốn khổ. Trước khi Phật tổ xuống thế dạy đời, dạy bảo hết lời cười nói quỷ ma là con số 3. Nhà nhà đều ngủ qua thời lại đủ đặng mở mắt ra. Tu hú miệng biệp còn biết nhắc lời, huống chi con trời không lo tu tỉnh. Ỷ mình tự xứng đem dạ cẩu trư, chẳng biết nên hư tu hiền đừng sợ tốn là con số 4. Đời phải loạn ly, hết thạnh tới si, hết si tới thạnh. Hết đau tới mạnh mới hết đói tới no, chừng ấy mới hết lo minh hoàng trị chúng. Thế giới bình an thập bát chư ban mới cúi đầu kính phục. Còn tiên hết tục còn ấy chánh tâm là con số 5. Súng nổ ầm ầm sửu giận sức thánh, anh chị nào bảnh. Hồn thắt chẳng an, đổ máu năm gian mới nhà bàn ly loạn. Ngã tư văn giáo máu chảy đầy đường, chừng ấy mới tường là con số 6. Dân tình chết ráo còn thiệt hiền lương, cọp đứng giữa đường cọp coi làm hội. Phạt người phản bội phạt kẻ khi quân, lửa cháy tưng bừng là con số 7. Đá tan cây gãy núi cấm đứt hai, có Phật Như Lai mới giáng trần lập hội. Ai muốn khỏi tội niệm Phật mau mau, để đến ngày sau bị tù hắc án là con số 8. Núi tô làm khám nhốt kẻ nghịch trời, một phút hai thời là tan ra quyết. Chừng ấy mới biết mấy thiên võng khôi khôi, biết đã lỡ rồi khóc la lính quýnh là con số 9. Người Pháp tiệt kỳ tần dậy ầm ĩ là một còn 9 mất. Mới tiều dưng mới lời Phật nói chuyện vị lai, già trẻ ai ai ráng tu chuộc tội. Phật tô làm hội sửa lỗi công bằng, thương kẻ có lòng từ bi bác ái. Nếu ai coi sái đừng có chê cự là con số 10. Bắt đầu nhắc lại năm tí bước tới, làm dữ thì hay, ăn bắp chứ phai gạo thì không có. Đất vườn phải bỏ mà nhà chẳng có ngừ, tháng 9 tháng 10 heo con không bú. Lão tiều kêu hú là kiếp thảm sầu, đứt 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 đầu con trâu phá cổng. Cũng đừng hờ hổng hay ráng mà tu, nhân quá mờ lưu xỉu dần sức thánh. Bốn phương chói ánh làm hội Long Hoa, giáo chủ ta bà Thích Ca mở hội. Tàu bà chạy qua đất đà sụp hết, từ Cù Lao Kết cho đến Mỹ Tho. Hãy ráng mà lo tu hiền Phật cứu, cứu vớt chúng sanh, cứu kẻ tu hành đưa đến vãng sanh lên bờ cực lạc. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Nguyên một dọc đó mà thuộc lòng luôn, ở trên luôn. Có con nghe có hội Long Hoa nữa, Cù Lao Sụp nữa, sao với giống trong sấm giảng quá. Thì cái này ở trên uống cắn cho mà. À, năm tí bước tới cường quyết không, năm tí là mới hôm cái đầu năm 2020 đó. Dạ dạ dạ. Thì bây giờ cái này nè, cái miếng giấy này là cái chỗ mà núi núi tô làm khám là không có dám tôi có mà tôi không dám cho ra. Chừng nào mà núi cám thì có nứt rồi đó. Hồi đó nhỏ em chồng tôi nói bậy bạ không, mà núi cám gì nứt, mà núi cám mới nứt 30 mấy năm nay, 38 lên 9 năm, mà cái này là cái 5 năm rồi, nói trước mà cái nói bậy bạ. Dạ chào cô Út. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Cho con xin phép con gửi cái mic ha cô Út. Dạ. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Dạ thưa cô Út, là nãy giờ là cô trình để cô xin cho con đi đến đây để quay phim hả cô? Dạ. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Thì thưa cô cho con xin phép con mời cô vào trong nhà để mà nhờ cô chia sẻ chiếc áo của Đức Phật Trùm hả cô? Dạ. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Dạ con chào ông. Dạ mô Phật. Rồi bây giờ mình thỉnh ông xuống dạ, ha. Ông ba ha. Để lại cái hả? Ông ba năm nay bao nhiêu tuổi ông ba? Năm nay là 80 mấy tuổi. 80 mấy ha. Về con mời ông vô trong nhà đặng thỉnh áo của Đức Phật Thầy xuống luôn ha ông ba. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Rồi mới dám thỉnh vô. Chào cô Bảy nha. Chào. Dạ dạ. Quay rồi. Nam Mô A Di Đà Phật đó. Bữa nay là ngày 25 tháng 10 năm Tân Sửu, công trình của quyền thất tổ ông bà Tông Chi nhà họ Nguyễn cho mà cháu cô đến đây đang cho biết cái áo của ông Phật Trùm trong Phú quay phim ở dưới gạch Gòi Đông Xuyên đó ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đến đây ông Ù cũng chứng minh chút thỉnh áo ông cho cháu nó biết, nó tìm cái căn gốc đến đây đó. Ông cũng tha lỗi ra thỉnh áo ông xuống. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Ông Ù cũng chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi mà mình thỉnh áo ông thì nhờ cô và ông cũng chia sẻ là vì sao mà mình có được cái chiếc áo này ha cô? Áo này ha, hồi trước khi đó ông Phật á, dạ. Ông Phật đời ông cố tới ông nội tới cha, dạ. Rồi có tặng cái áo cho ông cha là khi mà ở dưới Cỏ Bí, ông mới gọi kêu cái cha thì đi về tới trên ngã Dầm ngã Bắc mỏ Cần Xây là cầu chết nè, về đây đi, rồi sau này không có gặp giặc Tần, yeah. Đó rồi cái dòng họ rồi xúm nhau dở nhà về đây trơn vậy về trước bốn chào 45 á. À vậy hả cô? Dạ. Ê, vậy con mời cô qua đây ngồi ha, ngồi đây chút xíu á cô. Dạ. Mình thỉnh chiếc áo là hiện giờ chiếc áo cô để ở đâu cô? Trên trang hộp đó, ngay hộp đó. À, là trên trang trong hộp kiến đó hả cô? Dạ, nguyên hộp đó, cái hộp đó đó. Rồi con thấy cô để cao quá chừng gì rồi sao mà mình lên mình lấy được? Bây giờ mình thỉnh xuống treo. Thỉnh xuống đi. Thỉnh xuống đây em treo. Vậy đó ha. Được rồi, được, con lên trang con thỉnh xuống rồi được. Cái này là có cầu thang gì không cô? Có. Ở phía sau ha. Đây nè, chút. À vậy ha cô. À, cũng thấp hơn là ra phía sau thấp ha. Dạ nè. Đây rồi rồi con nhìn thấy rồi. Đó. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu bước rồi, chú bước lên trển luôn rồi. À, dạ Nam Mô A Di Đà Phật với ngài Đức Phật với ngài chư vị ở đây làm ơn cho Châu Phú đi lên để quay cận cảnh chiếc áo của Đức Phật Trùm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Gung quá, cầu thang này gung quá. Bị đạn nó đóng rồi, yếu xìu á. Cái cầu thang này nó yếu. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì chiếc áo của Đức Phật Trùm ở đây được cô bảo quản ở trong một cái hộp kiến như vậy nè, vậy nè quý vị. Và trước khi mà cô muốn thỉnh xuống thì cũng có cúng và để chầu cao nữa quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chiếc áo cận cảnh đây quý vị. Cô để trong giấy vậy nè. Hai cái đứa này ăn uống đi về bển hết. Dạ. Được mày kêu mẹ mày lâu về bển hết nha. Kênh Châu Phú cũng xin được phép chư vị ở đây đi về bến hết. Làm ơn cho con thỉnh chiếc áo của Đức Phật xuống và để con quay để giới thiệu đến mọi người tìm về nguồn gốc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị thì cho Phú tục xuống quý vị. Tại vì ở trên đây gung quá quý vị ơi. Cao quá, cái cây cầu thang này nó yếu. Châu Phú không có tiền mua cây mà đóng cái cầu thang này nữa. Yeah. Châu Phú thì nhẹ ký quá bởi vì nó gung. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó mượn Được ơi. Được ơi. Lên thỉnh cáo ông xuống. Được, thỉnh xuống được không con? Vậy ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Ta Bà Giác Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giác Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giác Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay con nguyện là xin thỉnh chiếc áo của Đức Phật xuống, của Đức Phật Trùm xuống để mà con quay cho quý cô chú anh chị xem để mà thưởng thức tìm về nguồn gốc của Đức Phật Trùm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con mời ông thỉnh xuống ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, cũng tha lỗi cho các con nằm dạ, ở xa với này biết là cái vật quý của ông có 100.000 triệu giờ cũng chưa được cái áo nữa có. Dạ thì đó phải mà rằng thôi mà đi được xuống dưới á, mặt đi khỏi ăn thôi xỉn tóc của ông cắt để lại á, thành con cáo quá lông á. Tóc ở đâu có? Tóc của ông bây giờ đưa ở dưới gạch cá gừa mà bây giờ mấy cái đời đó nó chết hết gì đâu mất rồi. Vậy đó ha, cũng có dạ. Tóc nữa ha. Ông cắt tóc rồi còn cục vậy nè, rồi cái gần đời tới cái để anh út của anh thờ trong cái hộp vậy nè. Dạ. Thành con cáo quá lông á. Dạ vậy ha. Còn móng tay gì nè dài ra. Thành cáo quá lông luôn. Dạ, lấy cái áo đặng mát lên. Chủ nhà, bà chủ nhà. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kiếm cái dây gì đâu. À, bây giờ mình chảy cái áo qua đây luôn cũng được nữa nè, đặng cho con quay cận cảnh ở dạ. Dưới đây nè. Ha cô. Nè, cái này là cô sợ để ở ngoài bụi và hư dạ. Hay gì mà cô làm một cái kính gì đó. Kính cái hộp kính để gì? Dạ. Bà không có khả năng làm không có khả năng để làm cái tủ rồi ha. Ừ, để vô. Nó vụ vậy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật vậy ha. À, cô vậy là cô Út ở đây là cái người là cúng và thờ hàng ngày luôn mà. Hàng ngày luôn như là bà đại chủ kỳ nữa. Dạ. Nhưng mà thì không có khả năng khó khăn nên làm một cái kiến nhỏ vậy ha. Dạ, Út bán lên hay gì đi lấy cái. Dạ Nam Mô Di Đà Phật thì con nhờ cô Út chảy ra đây ha. Dạ. Để chảy ra đây cho mình mọi người. Quay cái đầu ra. Mấy trăm năm rồi đó. Mấy trăm. Thì cái này chú là quý lắm. Dễ vậy mà gặp. Dễ vậy mà gặp có duyên lắm mới thành. Chú luôn. Chú ở đây ngày rằm mà Út đem ổng xuống mà. Giờ mình để cái tay này cách làm sao ta? Để cô để xích lên đó dạ dạ đó bự gì đó ha. Bự cái tay bự vậy. Ủa ta Đức Phật Chùm bộ tướng to lắm gì con thấy áo này bự dữ vậy. Mình không biết nữa. Con cảm ơn ông ba. Còn giờ chú có biết bao nhiêu vàng bạc châu báu mà dễ gì gặp áo của ông. Gì mà thấy. Cái này là cháu thì nó có cái căn. Có cái căn nó mới gặp. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ơi, ý mà để trong hộp mà cũng có kiến bò nữa nè. Cả trăm năm. Nè thấy không? Nè, cái hộp vậy đó. Nè đây nè bị cái này cái tỳ nè, thấy không? Ý mà để trong hộp kỹ. Bây giờ mua cái kiến rồi để xanh quanh đi nó sợ nó đi. Đây để Châu Phú sẽ kéo cái cánh tay ra cho quý vị xem nha. Làm được, như cái áo không đó, cái thân không đó. Dạ, quá bự hơn chiếc bàn nữa. Dạ. Dạ, con chào cô. Thì thưa cô con mời cô ngồi ghế đây ha. Dạ. Ông ơi, ông ngồi ghế chung với cô cho vui không? Đây ngồi bên đây luôn nào. Qua đây ngồi qua. Qua ngồi luôn kìa. Cô Bảy. Dạ. Đây ba vị đây nè, có ba cái ghế nè. Đây còn ghế trong nhà nè. Ông làm mai đó. Ông vậy đây. Ông ngồi ở giữa đây. Ôi Di Đà Phật, vâng kính thưa quý vị thì Châu Phú cũng đã trải cái chiếc áo ra bự hơn chiếc bàn nữa quý vị. Thì hôm nay thì Châu Phú cũng nhờ ông ba và cô Út, cô Bảy. Cô Bảy, cô Út Hà, cô Bảy Tiếu. Kể lại về gốc tích của chiếc áo của Đức Phật Chùm này. Vì trước giờ con chỉ nghe Đức Phật Chùm thôi chứ thật tình ra con cũng không có biết cái chiếc áo như thế nào, chỉ nhìn thấy trên hình thôi. Bây giờ thấy là sự thật rồi mà áo quá chừng bự luôn rồi. Bằng tơ chứ không phải giải hay gì đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Tơ tầm cho Phú giờ nghe quý vị. Nó cúng ra xuống treo nè, rồi bà con nó lại vuốt vậy nè, về trong nhà mạnh giỏi vuốt với con vách cáo vậy. Dạ. Dạ thưa ông ba, thì con là Châu Phú YouTube, hôm nay cũng nhân cái dịp mà quý báu con được đi đến đây để mà thăm gia đình cô Út và cũng hữu duyên gặp ông ba, người cao tuổi đã 80 mấy tuổi rồi. Thì con nhờ ông ba chia sẻ, ông ba biết cái chiếc áo này cô Út á, là giữ là được ba lâu giữ với ông ba. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi bà chủ nhà. Cô Út này giữ thời gian ông Út mất tới bây giờ. Dạ. Thì cái đó là phần cô Út đại diện. Dạ. Tiếp. Vậy hả ông ba? Ừ. Ba tôi mất thì tôi được 21 tuổi. Dạ. Rồi cái còn mẹ rồi thì đã để cái áo lại thờ phượng ông, rồi tới ngày 24, 25 tháng Giêng nó cúng ông. Dạ. Rồi mẹ mất năm 98 Thôi thì còn ở lại này thì thờ phượng ông bà tới giờ nè. Dạ, vậy ha cô. Dạ. Còn trước nữa thì đời ông cố ông nội thì cháu nè biết mấy trăm năm rồi. Không biết. Mình không biết hồi đó còn nhỏ mình đâu biết. Lâu quá rồi ha dạ. Cô. Thì thưa cô Út, khi mà cô bảo quản cái chiếc áo gì nè là từ cái lúc mà mẹ của cô Út trao cho cô Út tới giờ đó dạ. Thì có khi mà lần nào mà cô Út nằm chim bao thấy một vị nào về không cô Út? Cô thấy ông mù này nè. Thấy ông luôn. Ông mù luôn. Vậy ha. Ông gọi thiếu miên là ông ù phải không? Thiếu miên kêu ông ù. Là bên Campuchia nó kêu ông ù, mình Việt Nam thì kêu ông ù. Dạ. Mình là kêu Đức Phật Trần. Thấy ông nói nè, con ông cho con ba cái gói thuốc. Dạ. Ba như ba ngón giấy mà giấy trắng á. Dạ. Cái mình tưởng đâu ông cho số rồi gì, cái ông đi chừng mở ra thì thấy chữ anh Nam không à. Vậy ha. Dạ, có thấy ông vậy đó. Là cô thấy trong giấc mộng đó con. Giấc mộng, còn hồi lúc mà tôi 8 tuổi tôi có biết ông mượn xác về, có biết. Vậy đó hả? Dạ, ông nói con à, nữa ông lấy quạt lông quạt ba cái đồng đấy con à, ngày sau con theo ông. Cái lúc 8 tuổi cái mấy ông già dài nè, cái ông nói dạ, cái dạ chạy, ông về xác làm. Ông ngậm chậu ông hừ. Ông ăn chậu lần cái chậu một chục đôi á, ông ăn nuốt hết trơn hả? Vậy đó hả? Dạ. À, vậy là ông chồng mượn xác của người bình thường. Mượn xác, dạ. Cũng mà cháu nội có bác hai ruột tôi. À, mượn xác của cháu nội có hai ruột. Dạ. Về để nói chuyện luôn. Dạ. Bà mới có 8 tuổi nè. Vậy đó ha, là dạ. Quá. Ông mượn tới mấy xác nữa nghe. Vậy ha. Xác này chết bỏ rồi cái ông này ông Phật thầy này nè. Dạ. Ông mượn xác người khác không lựa, rồi tới chừng anh tôi con là 55 tuổi bỏ xác đi luôn. Đang khơm nhấc đầu cái nằm xuống đi luôn. Dạ, vậy ha dạ. Cô. Như vậy là thưa cô, trong gia đình của mình á là tổng cộng là nhiều đời. Dạ. Đã ba đời rồi đó. Đã thờ cúng những chiếc áo này dạ. Và cũng bên đạo của Đức Phật Trùm. Dạ. Bên Bửu Sơn Kỳ Hưng đó cô. Dạ. Kỳ Hưng đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa cô thì trong cái lúc mà lúc cô còn nhỏ tới bây giờ đó bên hệ Bửu Sơn Kỳ Hương đó, thì con cũng chưa có rành lắm. Thì khi mà cô có nghe ông bà kể lại hồi xưa có đi theo Đức Phật Trùm không, mà con nghe nói là hiện giờ có anh chị gì của cô đó có giữ là cái cây gậy nhưng mà già tóc đồ này kia đó cô. Dạ mất hết trơn rồi. Vậy cái nhỏ nó bỏ mất hết nè. Giờ già 45 đó rồi. Dạ. Ở cô... bên Long Chưởng bên chùa Tây An mình á. Cô có nghe kể không? Nghe kể ra chuyện của Đức Phật Trùm có cái gì nhiệm màu không cô? Hồi xưa đó tới giờ cô. Thì nghe ba tôi kể lại ông á, ngày xưa á, ổng là Đức Phật Trùm mà ổng mượn là gọi bằng ùn. Dạ. Lên làm ông vua ở trển cho bệnh. Dạ. Bệnh rồi cái ông vua ông nói bây giờ ai trị bệnh được thì nữa xin chức phận vàng ngọc ngà cho báo ông cho. Rồi ông nếu trị lợi. Không hết là chặt cái đầu chết tại cổng. Ông ha. Vua là ở trên Miên hay gì? Mua Miên á, Campuchia á. À vậy đó ha. Rồi cái chừng trị 3 ngày hết rồi cái ông vua ông mời vô hỏi nhà ngươi xin cái chi. Nói bây giờ xin ông hai điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Trên kinh Vĩnh Tế em đắp trên nước thì của ông, còn dưới nước của tôi. Yeah. Rồi ông vua ông nói vậy là dễ thôi, ông ký tên. Rồi cái năm 68 đó là Miên nó dậy nó viết đó. Viết đó thành ra bên đó theo mà nó đậu mình cái xong chú biết mà. Yeah. Qua nó viết mình cho đốc hết rồi, thành ra nó không có viết được. Yeah. Bị ông vua với ông Phật Trùm ký tên rồi. Có ký tên rồi ha. Ông làm cho đau, ông biết là Miên đi xuống viết mình chết hết. Yeah. Ông mới giả ra người Miên gọi bằng ông ù. Nói tiếng Việt. À, cái người Campuchia. Dạ. Thì là cũng như là Đức Phật Trùm. Dân chăng là người Campuchia mà nói chuyện tiếng Việt. Cũng như là Đức Phật Trùm á là đã biết trước. Dạ. Biết trước được á là cái thời cơ á sau này là bên Pol Pot á sẽ đi qua đây để xâm chiếm. Dạ. Thì Đức Phật Trùm lại là đi làm cho một vị vua ở bên nước Cam dạ. Bị bệnh để đó. Mà Đức Phật Trùm đi về đó để trị bệnh ha con. Dạ. Rồi xong rồi khi mà trị bệnh cho Đức vua xong thì nhà vua tính là thưởng dạ. Cho Đức Phật Trùm, nhưng mà Đức Phật Trùm không có nhận thưởng mà là xin cái ranh giới dạ. Ha. Dạ. Và như vậy thì khi Pol Pot đi xuống là không có lội ngang cái con kênh Kênh đó là kênh gì con? Kênh Vĩnh Tế này, Châu Đốc đó. Vĩnh Tế, kênh Vĩnh Tế trên Châu Đốc đó ha. Châu Đốc vô đó. Vậy đó ha. Thì mép trên nè, ông nói mép trên của ông, mép dưới của tôi, ông nói dùng dễ thử nội xin mà chức phận vàng bạc cho con này xin có 2 điều kiện ký tên là rồi. À vậy ha con. Ở Miên nó đâu có xuống nó giết mình cái này được. Dạ. Yeah. Rồi cái đó là cô nghe ông bà kể lại ha con. Ba tôi kể á. Ông kêu bây giờ bảo mày qua bánh mày kêu vợ Châu nắm đầu cho chồng rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa cô, cái chiếc áo này là cô bảo quản hồi năm bao nhiêu tuổi tới giờ hả cô? Hồi nhỏ tôi còn ở đây tôi biết ba tôi thờ luôn ha, tới khi ba tôi mất là tôi được 21 tuổi là tôi thờ cũng tới giờ. Là 21, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 74 rồi. 74 tuổi hả cô? Dạ. Dạ. Năm mấy năm rồi ha? Dạ, năm mấy năm rồi. 53, 54 năm rồi đó. Giữ năm mười mấy năm rồi. Như vậy cô có lần nào cô lấy chiếc áo này ra giặt không cô? Cúng rồi cái lâu cái rồi gầm lớn thỉnh xuống rồi nấu nước nón trụng rửa xương rồi treo lên thôi. Vậy đó ha. Dạ. Chứ đâu có dò gì. Không dò ha. Dạ. Chỉ là trụng vậy thôi. Cách hết. Sau lưng này nè có 4 chữ mà giờ Tàu hết trơn rồi, chữ sao hè nè. Chữ Nhơn. Mà chỗ này giờ nó Tàu mất rồi. Nhơn mà bay mất hay giờ quá lâu rồi. Bài ha. Bài. Ủa trong chiếc áo mà có chữ hả cô? Cũng thật in nó chữ. In chữ là Nam không vậy đó, như là chữ cái mộc vậy đó. Vậy đó hả? Dạ. Đâu mình trở về lại thử cô. Tạo cũ quá rồi nó bay gì đâu rồi. Đâu coi coi. Bay mỗi lần ở sau lưng này nè, chữ Nhơn. Bay hết rồi. Chữ Nhơn. Dạ. Cô bóng không? Cô rồi. Còn cái bóng cái nét không vậy? Nó vô mình mà râu rắn mình mà cũng như là cái mọc lòng Thái vậy đấy. Vậy. Không? Bài màu hết rồi, bị son Tàu đó. Rồi để lâu bài. Ông mà sao con theo con nghĩ ha. Dạ. Là cái chiếc áo này nè, cô nên mua một cái tủ. Và mình để vô và mình không nên trụng nước sôi sẽ bị mau hư. Là nó muốn dán nè, thấy không? Cái này không phải dán nè, hay là gì sao mà để trong hộp vậy mà không nó ghét vậy hả? Đúng rồi. Hộp nó vô mấy con kiến đục quá. Dạ nè. Kính là mấy trăm năm rồi. Quá lâu năm rồi. Kiến đục. Cái này là chú biết không, tơ mà lấy cái tầm con tơ hồi đó đó. Tơ tầm ha. Tơ tầm nè. Chú coi tao luôn nè. Cái đường chỉ nhẫn nhừ chiếc cúc rồi nè, đẹp dữ dằn không? Cái đường chỉ chút xíu thì lấy cái chỉ này qua ngày xưa mấy bà già đây nè chỉ này cũng chút xíu nè, chảnh mà chanh đấy. Mai tay mình này, mai tay sao ta? Tay luôn bằng tay, mai tay đâu khéo với chàng. Thì mấy bà già hồi xưa cọng chỉ nè quý vị, cọng chỉ là không thấy luôn, nó như là cọng tóc vậy đó. Thì cái cọng sợi chỉ tơ nè, lấy cọng đó ra mai vậy đó ha. Cái con tơ tầm nuôi như con sâu vậy á. Dạ. Vậy giờ mình thỉnh mà treo lên rồi, con nhờ cô thỉnh treo lên ha. Dạ. Ngoài ra là cái câu chuyện đó, cô Út, cái câu chuyện mà cô kể cho con á, về cái ranh giới đó, thì cô còn cái câu chuyện nào mà Đức Phật Trùm giúp đỡ cho họ mình không cô? Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Phật. Ổng giúp đỡ là khi mà bà con đau đớn rồi vậy đó, chết chóc vậy đó, người ông Lợi cái ông mò trên đầu đưa chứ đực uống vô là hết. Mò trên đầu ổng á. Vậy có hả? Chí đâu. Cháu tôi sau hè nè. Dạ. Lớn rồi nó đau các bạn, còn ngày xưa đau. Khoan. Dạ, Mô Phật. Thì ông bắt con Chí trên đầu ông hả? Cho uống là hết hả? Cháu tôi ngày xưa kêu làm cử đó. Dạ. Bây giờ nó cũng 80 mấy mà chết rồi. Dạ. Đau mà rụng tóc hết trơn cái ông mượn xác là anh con bác hai tôi á. Dạ. Về xác ông ù nè. Dạ. Ông mượn vô. Cái lên cái ông vừa sát ông hừ nè, tóc ông có gì đâu, ông mò bắt chứ đực đang thùi, ông kêu hả họng uống miếng nước vô cái hết trơn bệnh liền. Vậy đó hả? Ông hay dữ lắm. Ông biết người nào mơ chết là ông nói tội nghiệp mày quá, tội nghiệp thằng này ông vuốt thì mơ có chết rồi đó. Còn mình biết nói ông mơ cho xin một cái miếng nước hay là cái miếng mà giấy vàng đó. Dạ. Giấy vàng nhỏ vậy nè, xé vô cái để nước vô uống hết trơn. Thì sợi dây này nè, bước ra cho kêu con phú. Vậy đó ha. Mình dạ không làm sao lại ông. Dạ. Chị ba tôi hét là má của nhỏ hồi nãy đó. Dạ. Cái ba má tôi đi về cúng bà nội ở bên chùa Thái An á. Dạ. Thằng Từng. Đến ghé Cù Long hỏi trình với ông. Dạ. Trình với ông nói bữa nay mà hai con về bằng Từng bà vợ chồng. Cái má nhỏ này mới 3 tuổi à. Ông biết một chút nữa đau dữ lắm, cái ông xét con chút cái vàng. Có mọi người cô muốn xin cái số điện thoại thì cô cũng không có xài nữa. Ít có xài thì cô có cho người ta đi đến nhà để mà tham quan chiếc áo này là không cô? Dạ không được, bị lúc này bệnh hoạn đó, rồi đi đến đây không được. Chừng nào mà hết bệnh hoạn thì đi đến được. Vậy hả cô? Dạ. Tại ở không cảm giùm đi. Ở địa phương ta cấm hả cô? Dạ. Tại vì dịch bệnh nó hơi phức tạp hả cô? Dạ, dịch bệnh khó khăn người ta không cho đến nhà nữa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cô sợ ha? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, Châu Phú đi đến đây cũng bịt khẩu trang suốt luôn quý vị. Không có dám mở khẩu trang ra vì các cô chú ông ở đây đã cao tuổi quý vị, nên giữ gìn sức khỏe năn nỉ lắm mới cho vô nè. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Qua đây con cảm ơn ông ba, cô Út và cô Bảy nhiều nha. Chúc ông ba, cô Út, cô Bảy có nhiều sức khỏe an lạc nha. Chúc mấy chú lại cũng mạnh khỏe ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì video Châu Phú đã quay toàn cảnh quý vị xem chiếc áo của Đức Phật Trùm rồi quý vị. Thì video của Châu Phú đã dài, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật.